Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em test cho các bạn xem hai cái buri, là một cái buri bạch kim của Boss như cái gì, bạch kim của Boss này, và một cái buri Denso là một cái thương hiệu của Đức và một cái thương hiệu của Nhật như cái gì. Đây nè, mình bán là chính hãng không à, nên cô chú anh chị nhìn cái chất liệu mà cái buri á, là nhìn là thấy cái chất liệu nó là rất là đẹp như cái gì. Thì buri bạch kim á, có chứ gì, nhìn cái điện cực nó nhỏ nè, rồi buri thường á thì điện cực nó to nè. Thì hôm nay mình sẽ test hai cái đánh lửa cùng một lúc cho cô chú anh chị xem. Thì cái này là mình đang bán hộp, một hộp như thế này nha cô chú, là 10 cái là 35 ngàn một cái, thì trong hãng bán rất là cao. Đây là những cái sản phẩm chính hãng nha cô chú anh chị, còn cái này là 155 ngàn. Thì đối với thương hiệu Denso thì bán có cái bạch kim này lâu đời rồi, còn Boss của Đức thì nó mới qua thị trường Việt Nam của mình nên giá giống như người ta mới chào hàng của chính chị, 155 ngàn là em đang bán cho cô chính chị. Thì mua kèm đơn thì vẫn hay hơn có gì. Bạch kim là cái chất ri-i-ni-nhum á, người ta tráng lên để giúp cho cái đánh lửa nó chuẩn như cô chị và nó bền hơn đó, thì nó là như vậy. Thì đây là mình có hai cái bộ pin của K2C nè, thì mình sẽ test cho cô chính chị xem. Đây, mình test hai cái bobin cho cô chú anh chị xem nha. Đây mình sẽ gắn hai cái điện cực. Thì mình sử dụng đây là những cái nắp chụp buri chính hãng như cô chú anh chị, rất là chất lượng. Thì mình gắm cái nào cũng được. Tại hai bobin này mình sử dụng cùng một công suất bobin, đó là K2C nè, bobin FI là cô chứ bobin sườn 2 dắt, thì chế cho xe gì cũng được. Cô chú anh chị biết cách chế thì chế được hết nha cô chú chị. Thì mình cố gắng mình cắm. Mình quay cái điện cực test, là đây là một clip giống như mình coi giải trí cho vui thôi nha cô chú chị. Và mình cũng đang giới thiệu bán sản phẩm, những cái sản phẩm này rất là chất lượng cô chú chị. Còn đây là mình mới làm cái jack IC, có một cái jack. Thì từ những con IC, thí dụ như là mình rảnh rỗi mình làm chơi cho vui thôi, đây là full neo nè, full neo chuyển qua rim quay Việt Nam mình nè. Rồi cái này là quay ếch chuyển ra rim quay Việt Nam mình. Này là toàn là đánh lửa bình thôi. Còn đây là Sirius nè, cái mã Sirius là 5VT thì chuyển đúng một chắc này thôi. Đây là cái cộng dương sao khóa của chị. Thì khi có xe mình sẽ test một clip cho cô chú anh chị xem cho vui. Thì một cái vậy nè, thì mình sẽ test thử cho cô chú anh chị xem. Thì IC jack này là của quay ếch 110 nè, full neo nè, jack của Sirius. Thì nó ra một cái đầu ga là đánh lửa cho rim quay, rồi những cái xe mà Trung Quốc đó được hết. Còn đây là nguồn dương sao khóa, thì cái này khi rảnh mình sẽ đợi xe mình test. Rồi giờ mình sẽ test đánh lửa cho cô chú anh chị xem nha. Tại giờ mình phải mượn cái này nha cô chú anh chị, giống như mượn một cái âm á. Đây là một cái tiếp cái clip test cho vui thôi nha cô chú anh chị. Đây thì cái gì là cũng cùng trên một cái bobin và cùng một cái nguồn bình ắc quy nha các chị. Đây nè, cái nguồn bình ắc quy đây nè, cùng cái nguồn bình ắc quy. Rồi mình sẽ làm cái tiếp test cho vui cho cô chú anh chị xem giải trí thôi. Đây là mình kích hoạt kia bobin nha các chị. Đây nè, cô chú anh chị thấy kích hoạt bobin. Rồi cô chú anh chị sẽ thấy đánh lửa. Đây đây, mình quên cắm mát của chú anh chị, kẹp mát vô. Đây mình kích hoạt nha cô chú chị. Mình làm lại nè. Và mình tăng mức cao nhất. Và mình sẽ quay cho cô chú chị xem. Cái này nó giật ghê lắm cô chú chị, nhiều khi mình cũng sợ luôn. Đây. Và mình sẽ cho cô chú chị xem hai cái đánh lửa. Một cái là chân to, cái này bên đây là bạch kim nè, bên đây là ô bạch kim nha cô chú chị. Buổi tối. Mình sẽ tắt cái đèn cơ chứ chị, tắt cái đèn xuống cho mờ cái đèn xuống cho cô chú anh chị dễ thấy. Cô chú anh chị nhớ cho mình, bên đây là bạch kim của Boss, rồi bên đây là Denso thường nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy lửa một cái thường á thì nó sẽ xây lửa vòng vòng, và một cái kia thì nó đánh chuẩn lửa nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy nè, một cái là thường là nó xây lửa, còn cái bên đây là chuẩn lửa nè, cô chú anh chị thấy đó, chuẩn lửa một tia duy nhất. Thì đánh lửa ngon mà không phải là nhiều tia, nhưng có gì chỉ cần một tia duy nhất chính xác, cô chú anh chị thấy cùng một cái đó. Cô chú anh chị thấy bên đây nó bị xoay nè, và bên đây nó chuẩn lửa nè, cô chú anh chị thấy nè,
tiền nhất và rất là chuẩn luôn chứ gì. Nè, chỉ có thực tế như vậy thì mình mới cảm nhận được thôi. Chứ gì thấy nè, nó chuẩn lửa. Đây, chứ gì thấy một bên nó xay, một bên nó ra một tia lửa chuẩn luôn. Thì đây là cái tiếp cái clip test cho vui thôi những người chứ chị. Rồi cái bù ri bạch kim là mình bán là 155.000, còn bù ri kia là 35.000, trên lệch khá là nhiều những cái gì. Các chị thấy cùng một thiết bị, cùng một cánh rành ắc quy những cái gì. Đây nè. Cùng một thiết bị bobin sườn. Đó, đây nè. Rất là chuẩn những cái gì. Rồi mình sẽ lấy từng cái xung nhịp đây. Đây, từng cái xung nhịp nhỏ luôn. Đây nè. Đó, mình trắng lại. Lấy lên tí nữa nè. Rồi mình sẽ tắt đèn cái cho cô chú anh chị xem. Cho nó chuẩn lửa nha cô chú. Đây, một cái mị xay, một cái là để đánh đứng yên, một chuẩn lửa luôn nha coi chứ gì. Chứ để ý. Đây, cái bị xay lửa nha coi chứ gì.